后来遇见他，陪我春秋冬夏，愈合我的伤疤，大概我会一直幸福吧。Ayo, I'm Asian Check. I don't think I'm ready, no, not for that jelly, my honey, like Winnie the Pooh. Baby, here, boy. You can't see. Down, boy. Look at your glass face. Why you so serious? Okay, I'm bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the house and I'm in the house bored. Bored in a motherfucker in the house bored and I'm bored in a motherfucker in the house bored. Bored in the house, bored in the house bored. Bored in the house, bored in the house bored. I'm bored in a motherfucker in the house bored. Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ. Hết nhớ luôn rồi. Thử đi, mất ghi nhớ luôn. Nghe thu nung nè. Tặng mọi người một bài hát đi sưu tầm trên mạng. Đêm nay chiếu với anh em nhé. Come on, roll. Quá nhiều mệt mỏi những tiêu cực, vẫn nở nụ cười trong siêu thực. Cố đóng trọn vẹn vai diễn của mình, làm người tốt nhất cho tất cả nhìn. Những sự cố gắng chẳng ai công nhận, một phút sai trái họ đem cộng nhân. Hôm nay thất bại là do không vận, đã quá mệt mỏi nhưng muốn trong trận đêm. Một hai ba bốn hai ba một, hình như anh nói anh yêu em rồi, không ta?
chả biết. Thương em bờ vai nhỏ như đôi mắt đêm mùi dạ lý hương. Anh thanh niên năm nay đã 3000 xôi trà đá không? Lúc đi hết mình lúc về hết tiền, lúc đi rất gần lúc về thì buồn. Gì kỳ? Mình bước qua đời nhau để làm nhau không khi gặp nhau. Ủa? Thiếu chữ mà. Để mì nói cho mà nghe tâm hồn này chẳng hề lặng lẽ xuân đã. Ồ bà ơi, lạc vào đồng cỏ. Người ta hỏi á là em đã chinh phục anh bằng cách nào. Hôm nay em sẽ trả lời cho người ta biết, đó chính là bằng nụ cười này nè. Chị Nhi. Hả? Em có một số vấn đề cần trao đổi với chị. Chịu gì? Nãy giờ chị. Chuyện đó đó. Thiệt luôn hả? Chị tưởng chuyện kia chứ. Chị muốn nói chuyện kia đúng không? Cái chuyện nào kinh khủng hơn? Cái chuyện kia với chuyện đó đều ghê như nhau. Em biết rồi hả? Em không biết. Chị nói đi, chị nói như thế nào? Nó làm hết. Biết ngay là nó. Nó cùng với bọn họ. Và chúng ta. Nhưng mà chị có tác động nó không? Chị muốn hỏi lúc đó em ở đâu? Lúc đó em ở chỗ đó. Chị tưởng em ở bên kia. Em không ở bên kia được. Tại sao đừng có để nó đùa giỡn với mày nữa. Yêu bản thân của mình đi. Yêu bản thân của mình đi. Mày không có cần nó. Mày xứng đáng tốt hơn mà. Xứng đáng tốt hơn mà. Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cà. Anh taxi à, anh taxi ơi. Mới đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải. Chị ơi, anh đang trạng thái, anh gấp story. Anh bảo là nhớ Trần Thị Diệu Nhi. Nhà hàng chưa kịp đem ra món khai vị thì tin nhắn điện thoại kêu em về đi. Cái tiệc chưa tàn đã vui cùng lũ bạn. Ngoài đường thì đông đúc, đường về được gian ngang. Anh sợ cái đèn đỏ, anh sợ cái đèn xanh. Em gọi anh về lì không là đời anh tàn tanh. Anh vượt qua ngã tư, ngã năm, ngã ba, ngã bảy. Rủ ra anh ăn chơi, em bỏ qua cả thải. Em vẫn đang lắm luôn, nghĩ đẹp là có quyền. Nhưng mà chờ xíu ở phải bằng liền. Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch. Đầu làng bông băng băng băng, móng muối làng quấn bán băng mâm. Muốn chủ em hay gì?
người ta đã bao nhiêu con heo rồi mà không chịu buồn, còn khoe một món đồ ngon em thích ăn.